Dạ, lời nói đầu tiên Tiểu Long xin chào bà con cô bác, lời chào thân thương và trân trọng nhất à. Mỗi năm Long về Long hát được hát tuồng, nhưng mà năm nay thì Long không có hát tuồng, Long về Long ca salon. Nhưng mà nếu mà thật sự mà Long không có góp mặt trong chương trình, Long cũng biết ngày cúng của ông, Long cũng về nữa. Bài hát được mang tên Ba Câu Vọng Cổ, Hãy Yên Lòng Mẹ Ơi. Cho một tràng pháo tay thật lớn lên bà con ơi. Lên đường tòng quân xa phố phường xa tiếng mẹ hiền, gió dù biên cương nơi hải đảo muôn ngàn hiểm nguy. Mẹ ơi dân chi quê nhà sức khỏe dừng giờ, con sẽ quay về theo nhịp bước của đoàn Việt Nam ơi xin mẹ ơi.
xin chân thành cảm ơn tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long.